Một, bắt đầu ơi. Ý nhanh lên ý ơi, ý tăng độ lên. Vâng, quý vị và các bạn đang đến với phần thi đôi nội dung 500m của lứa tuổi sinh năm 2013 với nội dung của các em nữ. Bạn Sóc quay vòng 2 nhá. Phần thi đang diễn ra vào lúc thời gian là 18 giờ tại sân chơi Công Trúc Lâm Tư. Bạn Hí quay vòng 2, Trâm Anh vòng 2. Bạn Mi quay vòng 2, bạn Phương quay vòng 2. Mi quay vòng 2, bạn Chi quay vòng 2. Bạn Ngân với bạn Bảo Trâm giữ sức nhá. Bạn Bảo Trâm quay vòng 2, Ngân cứ bơi từ từ Ngân nhá. Vâng, đúng như chúng tôi dự đoán thì ngay những phút đầu tiên thì bạn Sóc đã vươn lên thể hiện quy tắc trình độ chênh lệch so với các bạn khác. Hôm nay thì Thân chuẩn bị hoàn thành vòng 2. Bạn Thân quay vòng số 3 nào. Bạn Thân quay vòng 3. Này là con nhàn đấy, mọi hôm bơi là đông nữa. Như Ý ơi, bơi khỏe lên. Con đang đứng thứ 3 đấy. Bạn Như Ý quay vòng 3 nào. Mặt Trâm Anh quay vòng 3 nào, Trâm Anh ơi, bơi tốc độ lên nào. Rồi, mất làn rồi. Bạn Phương quay vòng 3 nào, Phương quay vòng 3. Bạn My quay vòng 3. Bạn My, bạn Chi quay vòng 3. My đập căng chân lên, Chi căng chân lên. Nó khôn thôi, gọi là nó ít người. Bạn Trâm quay vòng 3 rồi, bạn Trâm với bạn Ngân rất là cá, cứ bơi đều vậy thầy nhá, không cần vội đâu, cứ hoàn thành là được. Lúc này thì đa phần các bạn đang bước sang vào lần thứ 3. Duy thì có bạn Hân là đang vòng thứ 4. Và bạn cũng là một bạn Hân nữa là vòng thứ 4. Bạn Tóc này bơi đừng dừng nhá. Nhà này bảo đồ nhá. Bạn Tóc đã hoàn thành 120m, lúc này quay vòng 5. Sắp quay vòng 5, vòng số 5. Lái hết. Gần đến nơi là lái. Bạn Hân cố lên, Hân ơi tốc độ lên, bạn nhìn nhanh lên. Đây đúng cái này chắc là đầu rồi. Hân cố lên, Hân ơi nhìn nhá. Hân quay vòng 5 nào. Hai bạn đều ninh ra Hân sao ấy. Đều ninh ra Hân đấy. Bạn Như Ý ơi, nhanh lên nào. Như Ý đạp chân nhiều vào. Như Ý này nó đấy đấy, nó lười tập ấy. Ý quay vòng 5 nào, Ý quay vòng 5 nào. Trâm Anh vòng 5 nào. Nhất năm ngoái đấy, năm nay gần lười không tập. Mà giờ kiểu lớn rồi, kiểu học trước rồi, cứ cảm giác là không có mặn mà gì cả. Có hai bạn Hân kia là mới học kiểu học trước tâm đó. Cái kẹ đấy, giờ kẹ đấy. Ngày xưa cảm giác nó lớp 1, lớp 2 là đấy đó. Còn Mi quay nào. Phương quay vòng 5 nào. Còn Mi vòng 5. Hai bạn đi vào vòng 5, Chi vòng 4 nhá.
Sóc thắng trai cơ mà. Sóc còn vào chung kết này. Còn Sóc, Sóc quay vòng 7, Sóc quay vòng 7. Duy trì đều nha, Sóc quay vòng 7. Bạn Trâm quay vòng 5, bạn Trâm rất rất tốt, nhưng duy trì đều nha. Bạn Hân cũng, bạn Ngân cũng duy trì đều nha. Bây giờ là khác rồi, bắt đầu nó phân biệt rồi. Các mẹ nhớ họ em, bắt đầu tầm 10 là hay loạn lắm. Năm thì cũng vòng 5. Đi vòng 5. Gì chứ từ 1 đến 10 thì hơi nhớ đấy, từ 10 đi là hay quên rồi. Bây giờ ngồi ở đây là nhớ vòng, không đi đâu nữa. Rồi em đọc phải nhớ nha, bạn Hân quay vòng 7 này. Bây giờ các mẹ nhớ cho em nhé, bắt đầu hai quên nhé. Bắt đầu ngoài là quên. Ơi. Chú ý quay vòng 7 nào. Chú ý Trâm Anh đánh nhau ra không đâm vào nhau. Căng chân lên, Trâm Anh ơi, căng chân lên. Vòng 7. Sóc quay vòng 9, không có nhìn đấy, không tí hí đấy. Nhìn hết. Khi nó còn là có những nhãn quan rồi á, cảm giác nó đọc từ riêng nó nhanh. Ui là mấy anh chiêu kia còn đang ngang cơ, mấy anh bước bước bốn. Mi vòng 7 nha, bạn Mi vòng 7 nha. Bạn Phương quay vòng 7 nha. Phương quay vòng 7, Phương cứ bình tĩnh hoàn thành là được nha. Chết rồi, nhẹ từ. Bạn Hân quay vòng 9. Thái nữa. Thái về nhà xem bớt 2 vòng. Thiếu 2 vòng, về nhà xem camera là thiếu 2 vòng. Mình lạ sao cái thằng Thái mà sao nó lại về trước hai thằng kia, bắt đầu mình xem lại ngay là thiếu 2 vòng. Buồn gì kém mà top 2 vòng rồi kìa. Quay vòng 11. Các mẹ nhớ nha. Sóc quay vòng 11. 7 vòng nữa nha, 7 vòng nữa là hoàn thành. Bạn Như Lý quay vòng 9. Lý quay vòng 9. Ôi giời, quá nhà. Trâm Anh quay vòng 9. Bơi lại thì tới mình bấm lại nhá. Có quả mi mà sang làn này nè, ui giời, linh tinh làn rồi. Mấy em nữa hôm nào mà tổng kết được căng dây. Hai bạn Mi để quay vòng 9 nha.
đặt mạnh hơn vào. Hân quay vòng 11. Cần hơn kia lại còn hơn một kia 4 vòng. Này mấy thằng con trai còn tốt còn thua cơ mà. Hân quay 13 nhá. Quay vòng 13. 5 vòng nữa nhá. 5 lượt nữa nhá. Phương là 9 hay 11 đấy nhỉ? Đấy, dập và quên. Phương quay vòng 9 nhá. Phương vòng 9. Chi không phải à? Chi không 9. Đấy, thua 4 vòng, 5 vòng đấy. Chi quay vòng 9. Con này dạng bơi đạt thôi, còn cái kia là dạng là đi vác đỉnh cao rồi. Xong rồi thi mấy anh kia còn đang kinh nữa mà. Đánh đầu hai thằng châu châu qua trước thì thua rồi. Ý thua 11, ý 11. Ý 11. Ý ơi, tăng tốc lên. Bạn Trâm Anh bạn đuổi đấy. Trâm Anh tăng tốc đuổi Ý đấy kìa. Giải 3 với đặt giải đấy. Trâm Anh đuổi Ý đấy. Trâm Anh 11 nhá. Nhưng mà mai mình cần phải cho bọn nó thi trực tiếp với nhau rồi. Con bé này còn đỡ cho bọn lớn lớn là hay vào nhau hôm qua khóc đấy vì gọi lớn làn nhau đấy. Cái thằng này, thằng Luân nó bơi về trước xong nó đè là không về đấy, kiểu về khóc luôn. Không, 15. Nhì kém 2 vòng đấy, còn nhì kém 2 vòng đấy. Sắp quay vòng 15 nhá, 3 vòng nữa. Còn hơn vòng 13. Cái này nó đang muốn không bắt được đâu, bắt nó nghỉ đi. Không, nhưng mọi ngày thi rất chưa là bấm đầu cái ngày đấy. Nó đang muốn tạo kỷ lục mà cuối cùng nó bảo nó nghỉ. Nay mới được thi thật đấy mọi ngày. Mi quay vòng 11 à. Mi 11. Hai bạn Mi là 11 đúng không nhỉ? Này dưới đầu, người này dưới đầu 14 lắm. Này chắc không qua 15 phút rồi. Đấy vòng cuối đây. Nhanh ơi, sốc ơi, nhanh ơi. Ý ra nhanh lên nào. Gần cuối rồi đây, 15 nào. 15, Trâm Anh ơi, 15 nào. Trâm Anh ơi, đuổi đi. Tăng tốc với Trâm Anh ơi. Còn 3 vòng nữa, tăng tốc lên. Chi quay vòng 11 nhá. Trâm quay vòng 11 nhá. Sao qua chuẩn bị vòng cuối này. Phá kỷ lục nào. Quay vòng cuối nào, tăng tốc hết cỡ nào, vòng cuối. Bạn Hân 14 chuẩn bị quay 15 nhá. Xong này hơn 2 thằng kia qua rồi. Đây là xong rồi, sắp thắng 2 kia rồi. Phát cố lên. Ba bảy, ba tám, ba chín, 40, còn 45. Đánh hàng ngàn. Còn mà thì phải cố lên. 14 phút bằng 2 hôm qua rồi. Bằng. 14 phút 46. Hôm qua nó 46, 47 đấy. Hôm qua 1 tháng 46, 47. Ngang hai tháng qua rồi, còn hai tháng qua
Mi quay 13 nhá. Mi 13 nhá. Mi 13. Chị Len ơi, như ý bao nhiêu nhỉ? Vòng cuối đấy nhỉ? Chuyển hết. Mày là như 15 thôi, mấy bạn này 11, 13 hết này. Như ý 15 thôi nhá, Trâm Anh 15. Trâm Anh 15, như ý 15 vẫn còn vòng đấy nhá. Chị ơi dặn như ý quay không còn gừng đấy nhá. Vẫn còn đấy. Phương quay 13 nào, Phương quay 13 nào. Trâm quay 13 nào. Hân ơi, về nhìn quay vòng cuối nào. Trâm quay chết đi, bây chạm vào Trâm ơi. Hân ơi, vòng cuối nào. Sao rồi đó. Con bên kia rồi á? Con sang bên kia rồi á? Chưa còn vòng nữa, quay nốt nhanh. Bảo ơi đi, bảo phải đợi đi. Còn vòng cuối nhá. Bạn Như Ý, bạn với bạn Trâm Anh còn vòng nữa, về đây nữa là hết nhá. Hân về đích nào. Hân tăng tốc lên. Trâm Anh đuổi ý đấy, Trâm Anh 94 rồi. Cái ngày nó vẫn tầm mà chị. Ngày nào nó chẳng tầm như này. Xong tí nữa tôi xin thêm này, không được phần bơi thêm. Nào bạn Hân về đích nào. Rồi, Hân ra cầu thang đi. Bạn Hân về nhì nhá, Phương quay đầu nào. Phương vòng 14 nhá. Chi 13 nhá. Ý ơi, vòng cuối nào, Trâm quay vòng 14 nào, Chi quay 14 nào. Trâm Anh bị ý vòng cuối nhá. Mi đang chỗ nào? Mi đang lên đây rồi đó. Mi 15. Ba vòng nữa. Ý về đích nào, ý ơi. Rồi, bạn ý ơi, đừng đạp 50 nhỉ, đi chơi vậy. Rồi, ý về 3 nhá. Nó bơi chậm vậy. Bơi như đi chơi vậy. Hôm qua thầy vào trong top 3 thôi, hôm nay phải bơi chậm. Bơi xong như công ấy. Hai bạn Mi quay thầy vòng cuối nhá. Nữa đây, vòng nữa nào. Bạn Trâm Anh về đích nào. Bạn Trâm Anh về đích nhá. Bạn Mi còn vòng nữa, quay đầu tiếp Mi ơi. Hai vòng nữa nào. Bạn Trâm Anh đã hoàn thành rồi. Chỏ tiếp đi. Nghĩ nó bơi như công chơi coi đi tập. Bạn Chi 15, bạn Trâm 15. Bạn Phương 15. Bạn Mi 16.
Vòng cuối nào My ơi, hai bạn My vòng cuối nào, vòng cuối nào, vòng cuối cùng nào, hoàn thành thế nào. Hai bạn My về đích thế nào, vòng cuối nào, vòng cuối nào. Vòng cuối, vòng cuối, vòng cuối nào. 16 rồi, sắp xong rồi. Nói chung là quá 25 phút mới trượt. Giờ mới có 21 phút mà. Bạn Phương vòng số 16 nha. Bạn Trâm 16 nha. Rồi các bạn rất tốt, duy trì đều thầy nha. Bạn Chi 16 nha. Nào hai bạn My về đích nào, nhanh lên nào, bứt tông lên nào. Hai bạn My về đích nào. Rồi xin chúc mừng bạn My đã hoàn thành 500m. My cố lên nào, sắp hoàn thành rồi, sắp được chuẩn của mẹ rồi. Ôi chuẩn trước à. Rồi xin chúc mừng bạn My đã hoàn thành 500m nha. Vòng cuối nào, vòng cuối nào, vòng cuối nào. Bơi về được, My bơi về đi. My bơi về tiếp được. Bơi thêm vòng nữa. Vòng cuối, vòng cuối, vòng cuối, vòng cuối. Phương vòng cuối nha. Bạn Trâm vòng cuối nha. Trâm cố lên, đi vòng cuối nha. Chi quay vòng cuối nào. Nào đua nào, chân mới cố lên nào, vượt đi, vượt bạn đi. Đạp nhanh lên, về đích nào, về đích nào. Nắm xem hai bạn nào về đích trước nào. Cố lên, cố lên. Nào hai bạn chạm vào tường, bạn nào về trước nào. Nào chạm tay nào, chạm tay nào. Chạm tay vào tường nào. Rồi, như vậy là bạn Trâm về trước một chút nhá. Bạn Phương về đầu hoàn thành rồi nhá, Phương ơi đủ rồi. Chấm bơi về nốt vòng kia nữa được. Quỳnh ơi, may quá vẫn đủ điều kiện tốt nghiệp này. 24 phút. Bạn nào quá 25 là trượt nhá. Rồi, Chi về đích nào Chi ơi, phải làm xong rồi này, hoàn thành này. Rồi, chúc mừng bạn Chi đỗ tốt nghiệp nhá.